Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức chào buổi sáng của hệ thống truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ 6, ngày 4 Tây tháng 8 năm 2023. Việt Linh có một bản tin và hai bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bản tin đầu tiên khi Saudi Arabia gia hạn cắt giảm 1 triệu thùng dầu mỗi ngày, có khả năng tăng giá dầu tại khắp nơi trên thế giới. Kính thưa quý vị, Saudi Arabia hôm thứ Năm, hôm qua đã cho biết là họ sẽ đơn phương kéo dài việc cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày cho đến cuối tháng 9 trong nỗ lực tăng giá năng lượng. Đây là một hành động có thể đẩy giá khí đốt của Mỹ lên cao hơn. Việc cắt giảm của Saudi Arabia bắt đầu vào tháng 7, diễn ra khi các nhà sản xuất của OPEC Plus đã đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng trước đó cho đến năm sau. Mức trung bình toàn quốc đối với giá xăng ở Mỹ là khoảng 3,82 đô la một gallon vào thứ Ba, cao hơn khoảng 30 xu so với một tháng trước đó. Mặc dù giá máy bơm ngày nay vẫn thấp hơn nhiều so với năm ngoái, khi mà chi phí năng lượng tăng vọt trên toàn thế giới trong những tháng sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, các chuyên gia cho rằng mức tăng như vậy là hơi bất thường. Mùa hè nắng nóng kỷ lục năm nay cũng có tác động làm tăng nhu cầu về điều hòa không khí và buộc các nhà máy lọc dầu phải hoạt động với công suất giảm bớt. Dầu thô Brent chuẩn được giao dịch hôm thứ Năm ở mức hơn 80 đô la một thùng. Một loạt cắt giảm sản lượng trong năm qua đã thất bại trong việc tăng giá đáng kể trong bối cảnh nhu cầu từ Trung Quốc suy yếu và chính sách tiền tệ thắt chặt hơn nhằm chống lạm phát. Dầu thô Brent chủ yếu dao động trong khoảng từ 75 đến 85 đô la một thùng kể từ tháng 10 năm ngoái. Saudi Arabia đặc biệt quan tâm đến việc tăng giá dầu để tài trợ cho kế hoạch tầm nhìn 2030. Đây là một kế hoạch đầy tham vọng của Thái tử Bin Salman nhằm đại tu nền kinh tế của vương quốc, giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ và tạo việc làm cho dân số trẻ. Các kế hoạch bao gồm một số dự án cơ sở hạ tầng lớn, bao gồm cả việc xây dựng cả một thành phố tương lai trị giá 500 tỷ đô la có tên là NEOM. Giá dầu cao hơn cũng sẽ giúp Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, tài trợ cho cuộc chiến của ông ta ở Ukraine tốt hơn, vì các nước phương Tây đã sử dụng mức trần giá để cố gắng cắt giảm doanh thu của Moscow. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây có nghĩa là Moscow buộc phải bán dầu giảm giá cho các nước như Trung Quốc và Ấn Độ. Cơ quan năng lượng quốc tế cho biết trong một báo cáo vào tháng 6 rằng doanh thu xuất khẩu ước tính của nước này đã giảm 1,4 tỷ đô la. Xuống còn 13,3 tỷ đô la trong tháng 5, giảm 36% so với một năm trước. Và chúng ta bắt đầu với bài bình luận đầu tiên trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị, với nhan đề cơ hội ngàn vàng nhưng không ai dám chụp lấy, của Alex Schiffer. Kính thưa quý vị, trong cuộc chạy đua đối đầu giữa Ron DeSantis và Donald Trump, nhiều đảng viên Cộng Hòa cũng như những cử tri tin rằng cựu Tổng thống đã phạm những tội nghiêm trọng liên bang. Thì nhiều cử tri họ cũng thừa nhận rằng Donald Trump là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, nền dân chủ và hiến pháp. Tuy họ nói như vậy, nhưng mà họ vẫn yêu thích ông ta hơn là đối thủ gần nhất, Ron DeSantis. Liệu cáo trạng thứ ba của Donald Trump có phải là một cơ hội ngàn vàng cho Ron DeSantis và các ứng cử viên Cộng hòa khác hay không? Chỉ có 13% cử tri đảng Cộng hòa tin là Trump đã phạm những tội liên bang. Vậy còn 87% những người còn lại họ nghĩ gì về Trump, thưa quý vị? Đây có phải là con số 74 triệu người đang ủng hộ ông ta nhiều hơn hay ít hơn hay không? Theo một cuộc thăm dò của New York Times, Siena College, đây là một bằng chứng rõ ràng.
và đáng buồn về việc Trump đã được nuông chiều như thế nào. Bởi cả giới truyền thông bảo thủ và các đảng viên Cộng Hòa, các cử tri Cộng Hòa của ông ta. Ngay cả khi những tội ác của Trump đang được đưa ra ánh sáng khắp nơi qua nhiều vụ án, thì dường như nhận thức của những đảng viên và những cử tri Cộng Hòa đa phần vẫn không bị suy xuyển, không có hoài nghi sự dối trá, gian lận, lừa đảo của Donald Trump vẫn được những người ủng hộ Trump chấp nhận, tương tự như những yêu cầu đạo đức, nhân cách cần phải có của một ứng cử viên tổng thống của một quốc gia. Đây là một người đã bị truy tố vì tích trữ và chia sẻ một cách trắng trợn các bí mật quân sự quốc gia. Nhưng bất chấp tất cả những điều này, các đảng viên Cộng Hòa đã đối xử với ông ta bằng tấm lòng nuông chiều của một người mẹ với một đứa trẻ luôn khóc nhè, đòi ăn. Tuy nhiên, thưa quý vị, bản cáo trạng thứ ba và mới nhất chống lại ông ta lại là cơ hội tốt nhất để các đối thủ của cựu tổng thống này, cuối cùng họ có thể thay đổi cách tiếp cận của họ qua việc cố gắng hạ bệ Donald Trump khỏi cái bệ đỡ của ông ta. Đó cũng có thể là cơ hội cuối cùng của họ. Nhưng mà rất tiếc, tình hình cho thấy là không có dấu hiệu nào cho thấy có một hay là có nhiều người trong số những ứng cử viên còn lại này chịu nắm lấy cơ hội này. Công bằng mà nói thì có một số dấu hiệu cho thấy một số đối thủ cạnh tranh của Trump, họ hiểu giá trị của món quà từ trên trời rớt xuống này trước mặt họ. Và đứng đầu trong số họ là cựu phó tổng thống của Trump là Mike Pence, một người dường như đã đóng góp nhiều lời khai quan trọng cho cố vấn đặc biệt Jack Smith để dẫn đến bản cáo trạng liên bang thứ hai này. Ông ta đã có một câu tuyên bố khá mạnh mẽ rằng bản cáo trạng hôm nay là một lời nhắc nhở quan trọng. Bất kỳ ai đặt mình lên trên hiến pháp sẽ không bao giờ được làm tổng thống Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hầu hết các đối thủ của Trump cho đề cử phần lớn đã phớt lờ cơ hội đến từ bản cáo trạng, cho thấy là họ vẫn còn đang sợ hãi hơn là sẵn sàng tận dụng lợi thế trời cho này. Họ sợ gọi Donald Trump là tội phạm và rồi họ sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của ông ta, cũng như sự giận dữ của những người ủng hộ ông ta và nhiều đồng minh vẫn còn đáng sợ của ông ấy trong giới truyền thông cánh hữu và chính trị của đảng Cộng Hòa. Nhưng đây nó không phải là một vấn đề duy nhất đối với Ron DeSantis. Mọi ứng cử viên không có tên là Donald Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2024 của đảng Cộng Hòa đều mắc vào cái bẫy này. Donald Trump đang có một vị trí dẫn đầu rất lớn, có thể là họ sẽ không thể vượt qua được. Cách duy nhất để giành được đề cử là vượt qua vị trí dẫn đầu đó. Nhưng mà việc tấn công Trump một cách trực tiếp hoặc thậm chí như là Ron DeSantis đã làm chỉ đơn giản là nổi lên như là một đối thủ, nó cũng sẽ gây ra phản ứng dữ dội từ cả cựu tổng thống và những người ủng hộ ông ta. Điều này nó đã trở thành tiền đề kể từ khi các đối thủ của Trump năm 2016 cho phép ông ta phá vỡ sự kiềm chế, theo đuổi Trump nhiều hơn, thường phải nhận sự đáp trả dữ dội với những lời miệt thị, tấn công, mạt sát vô cùng thậm tệ. Tấn công Trump là một nhiệm vụ tự sát chính trị đối với các đảng viên Cộng Hòa. Có một lý do rất chính đáng tại sao họ ít dám làm điều đó, bởi vì nó thường kết thúc bằng sự lưu đày. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy là việc không tấn công Trump nó sẽ có tác dụng tốt hơn. Các đảng viên Cộng Hòa đã cố gắng phớt lờ ông ta hoặc loại bỏ ông ta kể từ khi ông ta xuất hiện trên chính trường, và điều đó không bao giờ hiệu quả cả. Nhưng mà chưa hết đâu quý vị, mọi ứng viên vẫn tin rằng
sẽ có một thế lực thần bí nào đó bên ngoài xuất hiện, hất cẳng Trump ra khỏi chính trường. Nhưng mà điều này đơn giản là nó sẽ không bao giờ xảy ra. Bởi vì cách duy nhất để loại bỏ Trump là làm công việc bẩn thỉu hơn Trump, mặt dày hơn Trump và tàn nhẫn hơn Trump. Không có thời gian và cơ hội nào tốt hơn bây giờ. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy là Trump là tội phạm và khả năng ông ấy bị kết tội trong ít nhất là 2 trong số 3 vụ án. Và ông ta có thể sẽ phải đối mặt với năm tới, không phải là một con số 1 hay 2, mà là hàng chục năm tù. Những trường hợp này, nó gần như chắc chắn sẽ làm tổn hại đến khả năng được bầu chọn trong hội nghị bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa vào năm tới. Và điều dễ dàng nhất để các đối thủ của ông ta khai thác là điều liên quan đến việc ông ta cố ý lưu giữ các tài liệu mật. Nhiều tài liệu trong số đó chứa bí mật quân sự. Còn trường hợp ngày 6 tháng 1, nó phức tạp hơn. Bởi vì rất nhiều đảng viên Cộng Hòa, họ vẫn còn tin lời Trump về gian lận bầu cử. Họ không thể đứng về phía Biden để phủ nhận gian lận bầu cử. Chủ nghĩa Trump đã bảo hòa nền chính trị của Đảng Cộng Hòa, nhiều đến mức chỉ còn lại rất ít sự tương phản giữa Donald Trump và những đối thủ hàng đầu của ông ta. Nhưng mà có một sự tương phản nổi bật, đó là Trump là tội phạm, còn những người họ thì không. Và lời kết cho bài bình luận này, kính thưa quý vị, đây là cơ hội ngàn vàng để thực hiện công việc quan trọng nhằm xác định sự khác biệt giữa họ và đối thủ của họ, tạo ra một số điều khoản rõ ràng để cử tri có thể dễ dàng đánh giá sự khác biệt giữa chiến dịch của họ và chiến dịch của Trump. Làm như vậy sẽ là một hành động có khả năng mang lại hiệu quả, có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất và dễ dàng nhất hiện có. Nhưng mà rất tiếc không ai dám thử, không ai dám chụp lấy cơ hội này, kể cả Ron DeSantis. Cơ hội là sự may mắn, và cơ hội của một sự việc nó không bao giờ đến lần thứ hai. Các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đang bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, chúng ta cũng nên thông cảm với họ, bởi vì họ đang là những bệnh nhân đang được điều trị bệnh đau cột sống với bác sĩ chuyên môn Donald Trump. Và chúng ta bắt đầu với bài bình luận thứ hai vào cuối chương trình hôm nay, kính thưa quý vị, với nhan đề Bill Barr bác bỏ tuyên bố rằng bản cáo trạng của Trump vi phạm tu chính án thứ nhất. Kính thưa quý vị, luật sư của ông Trump đã gợi ý về biện pháp bào chữa cho Trump bằng cách sẽ sử dụng quyền của tu chính án thứ nhất trong vụ án ngày 6 tháng 1. Một số chuyên gia pháp lý, họ đã bác bỏ ngay phương cách này. Nhưng người lên tiếng đáng chú ý nhất lại chính là cựu Bộ trưởng Tư pháp dưới thời Trump, Bill Barr. Ông ta đã bác bỏ tuyên bố rằng bản cáo trạng của Trump vi phạm tu chính án thứ nhất. Và ông đã nói rằng, tự do ngôn luận không cho bạn quyền tham gia vào một âm mưu. Kính thưa quý vị, cựu Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr hôm thứ Tư đã bác bỏ các lập luận rằng nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 của Donald Trump là tự do ngôn luận. Ông cho rằng chính phủ có một trường hợp chính đáng sau bản cáo trạng hôm thứ Ba đối với cựu tổng thống. Donald Trump đã bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố liên quan đến nỗ lực duy trì quyền lực bất hợp pháp sau khi ông ta thua Joe Biden trong cuộc bầu cử. Ông ta phải đối mặt với 4 tội danh tuyên bố có nhiều âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ, cản trở một thủ tục tố tụng chính thức và tước bỏ quyền bầu cử của người Mỹ và những lá phiếu. Các luật sư của cựu tổng thống, họ đã phản ứng giận dữ, họ cáo buộc Bộ Tư pháp tấn công quyền tự do ngôn luận
và làm suy yếu các quyền trong tu chính án thứ nhất của Donald Trump. Nhưng mà Bill Barr, người phục vụ dưới quyền của Trump cho đến ngày 23 tháng 12 năm 2020, đã nói với CNN rằng những khẳng định đó là sai hoàn toàn. Cựu Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr nói với bà Kaylin Collins của CNN hôm thứ Tư rằng như bản cáo trạng nói, họ không tấn công đúng tu chính án thứ nhất của ông ấy. Ông Trump có thể nói bất cứ điều gì ông ấy muốn. Ông ấy thậm chí có thể nói dối. Ông ấy thậm chí có thể nói với mọi người rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp, khi mà ông ấy biết rõ đó là sai. Nhưng mà điều đó nó không bảo vệ ông ấy khỏi tội hình sự vì đã tham gia vào một âm mưu. Mọi âm mưu đều liên quan đến lời nói, và mọi gian lận đều liên quan đến lời nói. Về mặt pháp lý, tôi không thấy có vấn đề gì với bản cáo trạng. Tôi nghĩ rằng đó không phải là lạm dụng. Bộ Tư pháp không hành động để vũ khí hóa Bộ Tư pháp bằng cách tiến hành tố tụng để chống lại cựu Tổng thống vì âm mưu phá hoại quá trình bầu cử. Kính thưa quý khán thính giả, ông Bill Barr đã tiếp tục xác nhận những điểm chính trong bản cáo trạng và nói rằng Trump đã nhiều lần được thông báo rằng không có bằng chứng gian lận bầu cử. Đối với những người biết rõ về việc có gian lận hay không, và mọi người đều nói với ông ấy rằng cuộc bầu cử không bị đánh cắp bởi gian lận, nhưng mà ông ấy sẽ không lắng nghe bất cứ ai ngoài chính ông ấy. Bởi vì những điều mà những người khác nói, nó không đúng với điều mà ông ấy muốn nghe. Bill Barr cũng nói thêm là hôm thứ Tư, rằng ông chủ cũ của ông ta đã gài bẫy nhiều trợ lý và những người ủng hộ cũ trong những hành vi sai trái của ông ta. Đồng thời cảnh báo rằng ông ta sẽ tiếp tục làm điều tương tự trong tương lai nếu ông ta có lại được quyền lực. Và lời kết cho bài bình luận này, kính thưa quý vị, không có lời nói nào có giá trị và sức nặng hơn những lời công đạo của Bill Barr, là người đứng đầu thể chế tư pháp dưới thời Trump. Bill Barr giờ đây đã có đủ can đảm để nói lên sự thật, để xoáy vào lỗ tai của những đảng viên Cộng Hòa, để xoáy vào não của những thần dân MAGA và những người ủng hộ Trump, để họ hiểu ra sự việc rằng họ đang ủng hộ một kẻ nói láo, một kẻ bị rối loạn nhân cách và bất xứng. Với những lời Bill Barr nói ra mà vẫn không thể nào thức tỉnh được những cái đầu u mê quá độ này, thì không còn cách nào để chữa căn bệnh nan y trầm kha này. Nói nôm na là bó tay chấm cơm, thưa quý vị. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin kính chúc tất cả quý vị một cuối tuần hạnh phúc bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong ngày Chủ nhật. Xin kính chào.